nay nhân dịp ở Phú Mỹ Hưng cho mình giới thiệu các bạn anh chị một cái con đường có một cái hàng cây rất là đẹp ha. Thì phía trước các bạn chị Lai là đường Nguyễn Văn Linh, và đây là cái showroom mà của hãng xe Mercedes. Thì các bạn chị đi trên đường Nguyễn Văn Linh đó, tới cái hãng xe này, và có cái đường đường B phở là mình quẹo vào, và phía sau lưng của showroom Mercedes sẽ là cái hàng cây sau lưng của cái showroom Mercedes này, sẽ là một cái hàng cây rất là đẹp. Đây mình quay cho các bạn chị xem. Đây phía sau cái showroom Mercedes này. Thì cái hàng cây này là cây bàn Đài Loan nè. Cây bàn Đài Loan đây, và có cái tán lá cũng như là cái phong cảnh cũng rất là đẹp. Đây, nhìn từ xa xa này rất là đẹp ha. Có cái tán cây. Đó thì trên màn hình các bạn đó là showroom của hãng xe Mercedes, và bên kia là đường Nguyễn Văn Linh. Thì phía sau cái tòa nhà showroom Mercedes đó là cái hàng cây này. Ok, xin chào các bạn nha, mình kết thúc cái video ở đây. Cảm ơn các bạn chị đã theo dõi.